Hello, chào các anh chị. Uh, gửi lời chào các anh chị lại quay lại với cái chương trình trực tiếp uh, chứng khoán hàng ngày của Lê Văn Thắng. Biên tập viên Lê Văn Thắng luôn. Âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và mọi thứ đều là 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 là, là em luôn. À, buổi chiều nay thì em quay lại hơi muộn chút nhưng mà em chờ cho thị trường nó nó đi vào ổn định hơn thì bắt đầu em quay lại em quay lại để chia sẻ thêm với anh chị về thị trường về cơ hội thôi. À, trước khi đi vào cái, cái 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 những cái chia sẻ của em về cái cơ hội khi cơ hội thị trường á cơ hội thì, thì 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 em sẽ sẽ có xin một vài phút để dành cho dành cho quảng cáo vậy. em mở nhỏ nó lại à, tất cả các video của em á đều đăng lại trên youtube đều đăng lại trên youtube đây anh chị này tất cả luôn đều đăng lại trên youtube ba mươi mấy video rồi đều đều đăng lại trên youtube thì để tìm cái 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 các cái video này này anh chị tìm tất cả các video em mà đăng này này đây anh chị này anh chị kiểm tra lại thì anh chị vào google vào google á tìm cho em từ trực tiếp chứng khoán là nó sẽ ra trực tiếp chứng khoán, hiển thị chứng khoán. Sau đây anh chị gõ enter và tìm theo video này, thì anh chị sẽ ra tất cả các video của em đây này anh chị này, nó hiển thị trên này này. Thì anh chị chỉ cần vào một video nào đó và một, một video nào đó, bởi vì cái này không cần tài khoản, không cần gì hết, lên Google gõ không cần đăng nhập. Anh chị kích vào đây này, tự doanh chứng khoán đây này. là nó ra hết tất cả những video của em Nó nằm đây này đó nằm đây này xem tất cả nằm đây này ok để tìm lại á, bởi vì chút xíu em sẽ đăng hết lại đây em đã làm được 35 video rồi em nghĩ là những cái video trước đây á, anh chị nên dành thời gian xem qua nó ít đấy ạ à. Em chia sẻ là nó sẽ nó có ích đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là mình có hai nhóm một nhóm là 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 nhóm mạnh thường quân á, nhóm này có đóng phí, phí của nó thì nó nằm là 500 000 trên một tháng, em sẽ chốt danh sách vào ngày 25 tháng 1 này luôn. Danh sách hiện tại thì chúng ta đang hiện tại cái nhóm này á, 25 tháng 1 này này, thì nó đã nó đã đã, đã được 30, 38 người rồi, 37, 38 người rồi thì em sẽ, sẽ sẽ chốt danh sách vào ngày 25 tháng 1. Thì anh chị lưu lưu ý là như thế, thì vui lòng là đăng ký vào, đăng ký vào cái link dưới này này. Em để lại cái link ở phía dưới anh chị vui lòng đăng ký. Thì nếu đăng ký bây giờ á, thì có thể em vẫn 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 đưa vào nhóm 1 đó là nhóm của tháng 2 năm 2017 á. Còn nếu mà sau 25 tháng 1 á, thì chúng ta vui lòng đăng ký là nó sẽ là của tháng 3. Đó là một nhóm. Em chỉnh luôn là cái nhóm này là cái nhóm nhóm mạnh thường quân nhá. Hay là nhóm đóng phí nhóm VIP. Ok. Còn một nhóm nữa của chúng ta đó là nhóm mà mà nhận các báo cáo định kỳ và các cái loại thông tin, các cái các cái danh sách đó, thì cũng đi vào hoạt động vào tháng 2 năm 2017. Em cũng chốt danh sách là 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 vào ngày 25 tháng 1 năm 2017 này luôn. Thì là cái nhóm này là 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 là, là, là anh chị là vui lòng là là là, là đăng ký này. thì cái nhóm vip thì nó bao gồm luôn cả cái nhóm thường này luôn nên là những người nào mà đăng ký nhóm vip rồi thì thôi đăng ký cái thường bởi vì cái thường này thì nó phục vụ cho nhiều bạn sinh viên cũng có thể là là là, là tham gia để là lấy thông tin hoặc là cập nhật tình hình thị trường thì anh chị xem qua cái nhóm này đó là hai cái nhóm mà em sẽ chốt danh sách thì đây anh chị xem qua là cái nhóm thường của mình hiện tại là có 136 người đăng ký rồi 136 người đăng ký rồi đây này anh chị này thì, thì thì thì, Em có thông báo mail rồi, đề nghị anh chị là nếu mà có tham gia để mà đảm bảo cho cái việc mà em thuê cộng tác viên á, em thuê cộng tác viên á thì anh chị vui lòng là đóng phí trước ngày 25 tháng 1. Để sau này nếu mà 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 có có báo cáo có tình hình tốt hay có những cái gì đấy em cũng em gửi cho cộng tác viên họ họ gửi cho anh chị á thì vui lòng là phải có tham gia nhóm thì cộng tác viên họ mới gửi. Bởi vì nói chung là nếu mà định kỳ hàng ngày mà gửi cho anh chị từ 1 đến 3 báo cáo á từ một đến báo cáo á, thì em không gửi được mà em phải thuê một cộng tác viên khoảng tầm từ 1, 2 triệu rưỡi tới 5 triệu Họ sẽ cập nhật tình hình dữ liệu thì nhóm này có 136 người rồi Còn nhóm mà nhóm VIP á, thì chúng ta đã có người thành viên chính thức là 30, 37 người rồi 37 người rồi thì em sẽ sẽ, sẽ, chốt danh sách đúng vào ngày chính xác là em định tính chốt vào ngày mai nhưng mà thôi vì vì em thông báo nên em chốt danh sách vào ngày 25 tháng 1 thì ai còn đóng phí nữa thì vui lòng là đóng phí nốt để em tốt lên sách thì nhóm cho cả hai nhóm đều hoạt động bắt đầu vào, hoạt động vào đầu tháng 2. Và những người đăng ký sau thì sẽ chuyển sang tháng 3 thì mọi người vui lòng đăng ký giùm em để em 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 triển khai phục vụ mọi người. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là chúng ta quay lại với lại vấn đề thị trường. Đây thị trường thì giống như em dự báo thôi. Thì uh, ngành ngân hàng thì nó đang có dấu hiệu là 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 còn lên tiếp chứ nó chẳng thèm điều chỉnh luôn. Có mỗi thằng Băng là hơi điều chỉnh một chút, BIDV yếu một chút. Vinamilk đang có dấu hiệu tốt lại. Hòa Phát và Hoa Sen đang có dấu hiệu chứng để tạo đáy. Anh chị có thể xem xét Hòa Phát. Anh chị có thể xem xét Hòa Phát. Tại sao lại như vậy? Đây anh chị này. Anh chị nhìn thấy cổ phiếu Hòa Phát không ạ? Nhìn như thế này anh chị sẽ thấy một cái câu chuyện đó là 2, 4, 5 phiên 5 phiên Mà Hòa Phát giảm từ 44 Còn 41 Thấp nhất là 41 41.2 Tức là giảm tương đương với 3 điểm Gần 10% Gần 10% Thì xác suất sẽ có một nhịp hồi Bởi vì uh, Bởi vì Ngành sắt thép Vẫn là ngành mà trong hai quý, hai quý đầu năm 2017 Vẫn là ngành tích cực Vẫn là ngành tích cực đó là ngành tích cực anh chị lưu ý là như thế theo em là đánh giá như thế dù có sóng gì đi chăng nữa dù là sóng đường sóng sữa hay là dù sóng sánh gì đây nữa thì anh chị cũng vẫn phải lưu ý giùm em đó là cái cơ bản thì nó sẽ bền vững cái mà ngắn hạn nhanh và lẹ thì nó sẽ kém bền vững hơn thiếu bền vững hơn nên là anh chị mà đi vào sâu vào thị trường thì nên đánh cái gì đó mua cái gì đó mà nó bền vững nó bền vững nó bền nó nó bền thì nó tốt hơn đó là cái thứ hai cái thứ ba nãy sáng nay có mọi nhất nhiều người hỏi em về cô tích công đây thưa các anh chị là cô tích công đây em mở máy ra mạng có vẻ hơi yếu đúng không anh chị à kiếm cơm ok đồng ý luôn mạng có vẻ là hơi yếu nên là em vào yếu đồ nó không được chạy cho lắm chờ em một chút tiện thế thì trong lúc đang chia sẻ mạng nó yếu để vào trang web thì nói chung là làm công tác bia bia ok anh chị sáng nay thì có những người hỏi nè hỏi cô tích công là một này hỏi eve là hai nè đây là hai cái nhóm chúng ta đăng ký vào em để ở link ở dưới á. Đây, cứ gõ vào đây đầy đủ thông tin là có cộng tác viên họ gửi lại thông báo đăng ký. Thì thường thì cộng tác viên họ làm giờ hành chính thôi nên là nếu mà đăng ký ngoài giờ thì vui lòng là chờ giờ hành chính họ sẽ gửi lại cho anh chị. Cái thông tin đăng đăng ký và cái tài khoản để chuyển tiền. Để chuyển phí á, chuyển phí phục vụ á. Thực ra nó là phí dịch vụ thôi. Phí để thuê cộng tác viên đấy. Bởi vì em làm cái này em không có nhu cầu là 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 lôi kéo khách hàng tài khoản gì đâu cái này thì ca là anh chị nào mà hiểu nghề thì sẽ hiểu em làm vì cái gì thế thôi ạ à. thì ta tiếp tục nhá biểu đồ thì file nó không vào được nữa vậy em vào cổ phiếu 8 đi rồi ok em vào cổ phiếu 8 mạng nó của nhà ở nhà nó hơi bị yếu nó hơi bị yếu Chờ em một chút xíu Thì chắc là âm thanh vẫn nghe được đúng không ạ à? Nó yếu thì em tiếp tục em nói Em nói tiếp đến cái phần chuyên đề đi Bởi vì mạng yếu thì âm thanh nghe được Là được Âm thanh nếu nghe được thì anh chị like cho em cái Xem là biết là âm thanh có nghe được không Nếu âm thanh vẫn nghe được thì anh chị nghe cũng được Không cần phải có hình nhiều lắm đâu Bởi vì em để cho nó chạy Bởi vì nó đang chạy rất là yếu đây này Thì nó chạy được thì ok thôi anh chị Em tắt bớt một số tài khoản đi ạ Dạ để cho nó chạy ạ. À. Có nghe được âm thanh không ạ? À? Anh chị cho em biết là âm thanh đầu đấy có nghe được không ạ? À? Nghe được thì, thì 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 cho em cái có cái hay là số một số 2 gì đấy vào cái dưới cho em biết ạ. À. Để em tiếp tục em nói. Em có không nghe được thì nó lại dỡ ra. Nghe được đúng không? Nghe cả tất cả mọi người đều nghe được đúng không ạ? À? Thế nào anh chị, em trực trực tiếp từ giờ đến 3 giờ luôn. Trực tiếp từ giờ đến 3 giờ luôn, khi nào mạng nó mạnh thì nó nói tiếp. Có nghe được không à? Yếu quá mạng hôm nay yếu quá Xin lỗi cả nhà là mạng hôm nay hơi yếu Em nói đến cái chuyên đề đó là Cơ hội thường đến khi mua của người chán Tại sao em lại nói cái này Bởi vì kinh nghiệm của em nhiều năm chinh chiến thị trường á, Em nói thật với anh chị thế này này Khi người ta chán nản nhất Thì lúc đó là nút lên mua vào Và trong cái giai đoạn sắp tới đây là lúc mà gần Tết cận Tết Là số lượng người mà mua là rất là, là ít Nên là những người người mua bán tại giai đoạn gần cận Tết là do sắm Tết nên là hay thường hay chán thì cơ hội mua tại cái lúc người ta chán á, thì sẽ hay có lợi ích và đó cũng là một phần trong cái câu chuyện mà khi mà thị trường mà giảm sâu á, là lúc mà người ta chán thì cũng nên là xem xét để mua vô mua vào thì đó là cái câu chuyện hồi nãy em có nói đến 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 cổ phiếu Hòa Phát á. Hòa Phát nó giảm liên tục trong vòng 6 phiên trong vòng 6 phiên mà nó giảm như thế tức là nó giảm là về đến đây anh chị em thì cái mạng nó lúc này nó chập cha chập trần nên là ở quê mà anh chị thông cảm ở quê nên là mạng nó yếu quá nó chập trần trần thì hơi khó vô hơi khó hơi khó vào nhưng mà hy vọng là nó vào tốt hy vọng vào tốt để em nói với anh chị tắt bớt một số thứ đi tắt bớt một số cái chương trình đi là nó sẽ ok vẫn đang theo dõi thị trường chuẩn bị đến giờ đấu giờ đấu atc atc ờ à, đúng là như thế ngành ngân hàng rất là mạnh luôn tin thì chẳng qua là phân loại uh, tin uh, tin tin tức vẫn tin tốt vẫn nhiều hơn tin xấu và cầu vào cổ, cổ phiếu ngân hàng cũng khá tích cực trong khi đó ví dụ bidv là còn có thêm cả nước ngoài nó vào nữa nước ngoài nó mua vào nữa nên là nó tích cực tích cực câu chuyện tích cực là điều đáng để quan tâm đáng để quan tâm Hòa Phát thì hôm nay nước ngoài vẫn bán nhưng có dấu hiệu có chuyện chứng lại rồi. Em có khuyến nghị mua Hòa Phát ở vùng giá 42.3, 42.3. Không lo những anh chị nào đã mua ở vùng đó một phần tiền thì không có lo gì hết, chờ chút xíu nữa đi. Nó xuống đến vùng đáy xong, nó xuống vùng đáy xong, nó quay đầu nó lên tạo một cái nến xanh, anh chị dồn phần tiền thứ hai vào đó, phần tiền thứ hai vào đó cho em. Sau đó chờ tiếp. Nó lên được một cây ngon lành, anh chị dồn nốt phần tiền còn lại vào. Chắc chắn có lời ngắn hạn luôn, có lời ngắn hạn cả trung hạn cũng có luôn. Hóa phát đợt này thì 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 giảm hơi lỗ, hơi lỗ, áp lực chủ yếu đến từ khối ngoại bán. Hoa sen thì uh, có dấu hiệu của chuyện cứ ngừng máu, tức là ngừng ngừng rớt nhưng mà em vẫn đang có cái kiểu nghe cái nghe cái mùi là gọi là tắt đào á. Tắt đào tức là để là là tận dụng cái đoạn cuối phiên rồi sau đấy đạp xuống ngày mai tát tiếp á. Đó. đó là câu chuyện của hoa sen nhìn ở góc độ là dự báo còn nhìn kỹ thuật thì thì đây em nhìn kỹ thuật cho các anh chị luôn mạng bắt đầu có dấu hiệu mạnh lên rồi chờ em tí vừa chết rồi vừa nói chuyện với anh chị vừa nói chuyện với anh chị vừa 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 xem biểu đồ và vừa đặt lệnh đầu tư ok ạ à. vừa xem biểu đồ vừa đặt lệnh đầu tư nên là loáng ngoáng là đổ cả cái cốc nước rồi không ăn đổ mất công nước rồi Hơi lớn ngoáng một chút Vẫn nghe chứ à? Anh chị vẫn nghe thấy đúng không? À thế à VN Index cũng có luôn hả? Ok 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 để vào VN Index Ok cái thằng kiến lửa này thì em xài nó quen Rồi rồi để xem cái bảng bảng VN Index Để um, VN index Nghe rõ nghe rõ đồng ý nhá, nghe rõ nói tiếp, nghe rõ nói tiếp. Thì thưa với anh chị rằng là vẫn bảo toàn cái quan điểm đó, vẫn bảo toàn quan điểm đó là sóng xuyên màn đêm tức là xuyên Tết. Thì giai đoạn gần cuối năm này này, người chán nó nhiều lắm. Anh chị có thể vẫn nếu mà 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 mà, mà, mà bắt đầu em bắt đầu nhìn thấy cái dấu hiệu của câu chuyện, câu chuyện một sóng dài, một sóng dài của ngành ngân hàng và ngành chứng khoán từ những cái video thứ 17 em đã nói chuyện về câu chuyện này tức là ngày 27 tháng 12 em đã nói câu chuyện này anh chị xem lại video 17 18 19 đã nói đến câu chuyện ngành ngân hàng và ngành chứng khoán bởi vì ngành ngân hàng và ngành chứng khoán nó có nhiều yếu tố để hội tụ cái vấn đề tạo một cái sóng của năm ngành dầu khí cũng vậy nhưng ngành dầu khí thì anh chị hôm nay em nói lần nữa là ngành dầu khí nên lưu ý là chờ kết quả kinh doanh của quý tư ra xem nó như thế nào đã nếu nó ra càng xấu càng tốt nó ra xấu thì càng tốt luôn tốt để làm gì để cho nó đạp xuống lần nữa thì anh chị canh những cổ phiếu ngành dầu khí mà khi kết quả kinh doanh quý tư ra nó sẽ tạo một cái kết quả kinh doanh vùng đáy thì bắt đầu quý 1 sẽ tích cực thì khả năng nếu anh chị muốn mua thì em dự báo là khoảng 10 mùng 10 mùng 10 tháng 2 á 10 tháng 2 á là bắt đầu em đi vào hoạt động hai cái nhóm á thì em sẽ bắt đầu đi vào chi tiết hơn thôi em chỉ nói chung chung vậy thôi còn chi tiết em sẽ cập nhật hàng ngày bởi vì kiếm cơ hội kiếm ngăn là phải cập nhật hàng ngày. Thì đi vào hai cái nhóm đó em sẽ cập nhật cho anh chị hàng ngày luôn. Nhóm VIP thì sẽ là 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 trực tiếp để cập nhật luôn, trực tiếp như thế này luôn, nói chung là liên tục trong ngày, mỗi ngày là khoảng tầm một tiếng rưỡi. Tiếng một tiếng đến một một tiếng rưỡi, nếu mà được thì hai tiếng thì tốt, buổi sáng một tiếng, buổi chiều một tiếng ở trong cái nhóm VIP đó. Thì em cập nhật về biểu đồ luôn. Thì khi mà ra Tết xong thì em sẽ kiếm một cái cái, cái quán mà mạng nó thật là tốt thật là tốt thì sẽ làm chuẩn được cái chuyện đó. Thứ hai này trong cái nhóm VIP thì em có kế hoạch để triển khai với các anh chị là sẽ lập ra bốn cái nhóm, tức là nhóm Sky cũng khoảng tầm 30 người, nhóm Facebook 30 người luôn và nhóm nữa là nhóm mail. Nhóm mail thì phục vụ chế độ riêng để cập nhật cái cái cổ phiếu và để mua à, đến ngày cận tết thì dạy thời gian nó rảnh rỗi hơn hoặc là trong tết em sẽ sẽ, sẽ nếu mà rảnh em ngồi em sẽ tổng hợp em sẽ gửi một cái form cho anh chị để test kiểm tra lại những người mà là thành viên của nhóm nhóm vip á để điện để điền vào các cái thông tin liên quan đến kiểm tra về 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 về, về gọi là khả năng hiểu biết về tài chính thời gian uh, tham gia và cái danh mục bởi vì có biết rõ là danh mục như nào thì em mới bắt đầu là 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 có thể là một phần là hỗ trợ các anh chị tái cấu trúc lại cái danh mục của mình cho nó đúng và nó trúng hơn. Cái thứ hai nữa là à, sau này em sẽ định hướng lại là, là gọi là xét nhát làm lại á, tức là những cái thứ mà anh chị đang có mà cùng một cái cái cái, cái tư duy về cái định hướng nhóm ngành á thì sẽ giữ. Những thứ nào mà rác rưởi á thì vui lòng là anh chị chủ động để trả về cái trạng thái gọi là trạng thái ban đầu á, trạng thái tiền mặt á thì chúng ta sẽ đi vào cuộc chơi cùng với nhau ở cái nhóm VIP đó là 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 chúng ta chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu và xác nhận cái cái tiền ban đầu của anh các anh anh chị em thì hứa không kiếm được bằng lần thì cũng phải là bảo toàn được cái 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 việc là giao dịch là có lời hoặc là dương trở lên chứ cũng 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 yên tâm thì à, nhìn thị trường đến thời điểm bây giờ thì em đang thấy rằng là việt công băng thì hơi yếu một chút nhưng công thương BIDV khá là tích cực. Sacombank thì đúng từ từ trước đến giờ là đúng là nó vẫn cứ những con nào có dòng tiền vào á nó vẫn cứ miệt mài nó đi lên thôi. Nó đi lên nhiều đấy ạ, à. Sacombank gần như là mạnh nhất của ngành ngân hàng. Thêm vào đó nữa thì có anh ACB nữa, anh ACB cũng là anh mạnh khá là mạnh. Đấy, ACB là khá là mạnh. Thì đấy là ngành ngân hàng thì xác nhận hay không thì từ từ cho em thêm thời gian, em chưa dám chắc chắn nhưng mà cái xác suất là là có thể cao anh chị lưu tâm cho em ngành chứng khoán nữa ngành chứng khoán thì nó không có gì đột biến bởi vì ngành chứng khoán nó phụ thuộc vào thị trường nhưng mà anh chị lưu ý cho em là ngành chứng khoán nó được lợi của năm 2016 năm 2016 là năm mà ngành chứng khoán làm ăn nên làm ra anh nên làm ra nên ngành chứng khoán gồm có HS hai cổ phiếu là cổ phiếu HSC là HCM và cổ phiếu SSI cổ phiếu SSI là cái những cổ phiếu mà anh chị đáng lưu tâm để em đưa vào danh sách thì em vẫn đang đưa vào danh sách các cổ phiếu để đưa ra những cái 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 phân tích thì nó đi đến đâu thì em sẽ cập nhật cho anh chị em thì có cái tư duy là sẽ nhìn ngắn nhìn ngắn thôi để giao dịch còn nhìn tầm nhìn dài thì em đã nói ở những cái video lớn rồi tầm nhìn dài hơi hơn nữa thì 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 thì, thì cũng không cần thiết bởi vì ở đây thì các nhà đầu tư nhỏ thì ít người mà giữ trong vòng từ 5 đến 10 năm lắm Chủ yếu là giữ 1 đến 3 năm hoặc là giữ từ 3 tháng đến 6 tháng thôi. Còn giao dịch ngắn hạn rất là nhiều, rất là nhiều. Nên là đó là cái tư duy như thế. Mục đích của em làm là cũng vì như vậy. À... Để chút xíu, một số người có hỏi nhưng mà... Mà mà để anh Thắng coi lại thì như thế, nó là vấn đề nó như vậy. Thì bây giờ em xoay lại một cái vấn đề nữa đó là vấn đề cơ hội á thực ra thì uh, chơi chứng khoán á, cá nhân em thì em chia sẻ với cả nhà thế này này bỏ cái tâm lý ở nhà bỏ tâm lý ở nhà cứ làm theo kế hoạch không sợ hãi và cũng đừng có 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 quá tham lam Đừng có quá, quá tham lam sợ thì cũng không sợ nhưng mà cũng không nên tham lam quá đó là điều mà nên làm nên làm nên làm đó là điều thứ nhất cái điều thứ hai nữa là những lúc mà hoảng loạn kinh nghiệm là em thấy những lúc hoảng loạn giảm mạnh là những lúc nên xem xét giải ngân Đừng có chờ đến khi mà nó lên rồi thì mới giải ngân Thì còn nói làm cái gì nữa Những lúc đó mới là những lúc gọi là Cổ phiếu tốt thì mình đã tính rồi Tính hết rồi mà đến khi mà nó hoảng loạn nữa Thì là cứ thế mà âm thầm mà nhận. Đó là cái cái thứ 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 ba Cái thứ tư nữa là sáng nay có như mấy người hỏi em cô tích công Thì rất buồn chia buồn là mới hỏi Nhưng mà đến chiều ra em mới nói thì cô tích công nó lên mất tiêu rồi Nhưng phiên nay là phiên Phiên có thể xem được đây anh chị này cuối công này có khá đẹp Trời em chút xíu em có một cái cuộc điện thoại ạ à. alo ạ à. À, dạ ok em đang trực tiếp cho trên, trên 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 facebook á, có chút xíu gì em gọi lại cho nha rồi à, nói tiếp với các anh chị nói tiếp với các anh chị là như thế tức là tranh thủ những lúc mà nó xấu thì ta lại mới cơ cấu vào còn tranh những cái lúc mà nó lên sừng sừng rồi anh chị lao vào thì nói chung là bắt đỉnh ngay bắt đỉnh ngay nhưng trừ trường hợp những cổ phiếu này thì các anh chị lao vào như thế thì ăn này đó là cổ phiếu sóng của năm ví dụ như hoa sen hòa phát anh chị năm 2016 anh chị mua chỗ nào cũng trúng anh chị cứ xem lại biểu đồ, đồ đi mua chỗ nào cũng trúng chỗ nào cũng đúng hết chỗ nào cũng trúng đó là cái cái thứ ba, cái thứ tư nữa là 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 những cái cổ phiếu mà nó mang tính chất kinh doanh bền vững, nó lên lên gọi là lên liên, liên tục luôn, lên hết năm này qua năm khác, thì cái chuyện đó là mua thì không cần phải xem xét cái thời điểm mua, nhưng còn lại thì nên dành thời gian để xem xét cái thời điểm mua, phải xem xét chứ, phải xem xét cái thời điểm mua bởi vì nếu anh chị mua sai vị trí thì trong ngắn hạn không ít thì nhiều ba ngày năm ngày vài tuần nó cho anh chị cái trạng thái lỗ thì anh chị cũng khó lắm nên là nên đập cái thói quen là mua của người chán bán cho người thèm mua của người chán bán của người thèm thì những cái lúc chán lúc người ta chán nản người ta mới bán giá, giá thấp còn đến khi mà sừng sừng lên thì mọi người nhào vô thì mình mới bán cho người thèm hiểu được câu nói đó cũng là điều khó khăn cho trong với những người mới tham nhận trường nhưng cố gắng cố gắng hiểu giùm em thì cơ bản là thế còn hôm nay cái mạng nó hơi yếu nên là nhìn cổ phiếu thì nói, em nhìn cô tích công này nó tích lũy khá là đẹp nên hôm nay nó bật là cũng đúng thôi với lại nó có là cầu của nó khối ngoại cái điểm của nó là cái điểm mà khả năng nó sẽ dự, chạy gọi là ra khối mây này thì đi xa thì em không dám nói nhưng mà đi gần thì vượt 185 là đều có thể lấy xác suất là rất là cao đấy ạ vượt 185 thanh khoản hôm nay khá là lớn nhìn em ơi thì đúng là cũng đẹp miên man luôn thì hồi sáng có bạn nào hỏi đó nhưng mà em chưa kịp trả lời đây là em ơi này chưa kịp trả lời thì nó đã lên mất rồi Đó là cô tích công Còn con EVE cũng là một cái thứ cổ phiếu mà cơ bản tốt Cơ bản tốt Cơ bản tốt Và em cũng nghĩ rằng là hôm nay cũng có thể xem xét được Có thể xem xét được Xem xét đi ạ 23 Được đấy ạ Chuẩn bị nó test lại về mây này xong đấy là nó nó Ổn thỏa là nó lên đấy ạ EVE được EVE được Nhìn được Khối lượng thì hôm qua nó có một khối lượng khá là khá Hôm nay thì khối lượng thấp hơn tí nhưng chỉ cần khối lượng gia tăng là cổ phiếu này quay đầu tăng lại Giá cũng giảm từ 25 về 22 rồi Cũng giảm nhiều chứ không phải ít 23, 25 từ 23 mất hai giá Chưa được 10% Hòa phát cũng là một điểm sáng anh chị có thể xem Em vẫn vẫn cho rằng là hòa phát đây này Điểm sáng khả năng cao nó không ra khỏi mây thì nó sẽ đi luôn Ngày mai á, phiên 1, 2, bữa kia mai hoặc bữa kia Là điểm đảo chiều của nó Thanh khoản thì nó chưa hội tụ lắm BIDV thì đúng là thanh khoản nó tốt nên là nó không giảm được Còn hồi sáng nay em biết có những ai hỏi nữa không nhỉ Em em nhớ có mấy cổ phiếu đó thôi à, PVD thì có bạn bảo là về 15 Thì cũng có thể lắm càng tốt Nó về 15 anh chị gửi múc cho em Bởi vì kết quả kinh doanh của PVD ra là là chúng ta múc được Chứng khoán chân thành thì không phân tích được Nam Mạnh ơi Bạn Nam Mạnh có hỏi về chứng khoán chân thành Có nên NHA NHA, đô thị Hà Nam. Con này về cơ bản anh Thắng không biết, anh Thắng không theo. Còn về kỹ thuật thì thanh khoản của nó mỗi ngày là khoảng hơn hai 000 cổ phiếu, cũng rất là thấp, hợp với những nhà đầu tư nhỏ. Biểu đồ của nó thì đẹp, đẹp nhưng mà đẹp theo kiểu là biên độ dao động nó rất là thấp, nên đầu tư nó lâu lắm. Không phải là khẩu vị của 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 anh Thắng khuyên khuyến nghị. Không phải khẩu vị, đây là NHA này không biết con này luôn về về mặt cơ bản không hay phân tích nó có một đợt đi lên sau đấy nó giảm lại nó đang tích lũy rất là chặt nếu nó tích lũy thành công thì nó sẽ lên cho một nhịp nữa đoán không nhầm đó nếu thắng đoán không nhầm đó, thì nó chắc gần đến rồi nó có một nhịp hồi khoảng tầm ngày 23 tháng 1 đó 23 tháng 1 là ngày có một nhịp hồi của NHA Xuân Thành thì anh thắng không biết Sa công băng thì ngon rồi Sa công băng thì đúng đợt vừa rồi là Ai mà bắt được theo cái theo cái video thứ 17 18 người thắng nói chuyện đó thì ngon thơm luôn. Đây từ 7 chấm mấy mà lên 9 chấm mấy cũng ngon lắm á. Hôm nay có khả năng vượt đỉnh đó, đang 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 tính vượt đỉnh này theo nến Haken á. Còn nến bình thường thì đây này anh chị này đó. Vượt rồi này, đó, 9.59 rồi. Ngon đấy à? Tốt à. Sao công băng? Được. FPT hả? FPT thì đây FPT thì nói chung là mấy này chỉ là gọi là cái nhìn thoáng qua về về cái điểm cân bằng với giá là Ichimoku thôi Còn đưa vào đưa vào quyết định đầu tư nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm nhiều yếu tố lắm Đó là lý do tại sao em thành lập nhóm để mà chia sẻ chi tiết hơn với anh chị Cái gì mà nó mà miễn phí đó, nó không có tác dụng Có tí phí vào nhiều không nhiều nhưng mà nó có cái giá trị của nó Đó là thứ mà em làm nhóm là vậy Với hai nữa nói cộng đồng như thế này thì Mỗi video cả hơn nghìn, nghìn mấy người xem thì làm gì mà có được cái tác dụng gì Đúng không anh chị Cái đó là cái đúng em chia sẻ thật Chứ không phải là không Có có thể nói rằng là, là 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 được lắm là ít lắm Hôm nay á, hồi sáng có rất nhiều người hỏi cô Tích Công á Em thấy cô Tích Công nay thanh khoản ghê quá Thanh khoản tốt quá à, Sáng nay có ba bốn người hỏi cô Tích Công này mà hỏi hồi sáng thì có mua thì mua mua rồi chứ giờ này nó lên 4 điểm rồi mua nữa không Nói chung là điểm mua thì hôm nay là cũng là điểm mua tốt mua được giá sớm thì 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 thì, thì, thì tốt mà nếu không mua được giá sớm thì mua giờ thì nói chung là xác suất lỗ là thấp thấp không có lỗ sau cái đợt tích lũy tốt thì nó lên ngày mai thì 187 là là là, là 83 8, 85 đi ngày mai là 185.5 công phá vùng 185 nhưng mà nó chọn nó không chọn đây nó vượt bởi vì đây cứng quá. Pen B của nó cái cái đường mà phẳng ở trên là Pen B đấy à. Đây này, Spice. Gọi là Sen B á. Sen QB á, đây này anh chị này đó, em mới cho anh chị coi rồi đó. Thì có cái Sen QB này đây này. Còn cái đường màu đỏ này này là Sen QA. Đó, thì Em đang nói dở, nó không chọn cái chỗ mà cứng của Samsung QB nó không qua được lần đầu nó lên nó hồi lên nó không qua được, nó lại tích lũy lần 2 không qua được, lần 3 không qua được. Nhưng lần 4 nó không chọn nó nữa, nó chờ cho hết luôn này, đến ngày cuối cùng hết cái cái phần cứng nó, nó chọn nó lại ra đây và nó nó lấy cái phần này là phần hỗ trợ, 181 là hỗ hỗ trợ. Nên là mua á, thì chắc tuất thì nó cũng chỉ rớt về 181 là nó có hỗ trợ rồi. Thì khả năng nó chọn ngày mai là nó ra đúng ngày đây này. Với kia nó ra đây này. Thì nếu mà con nó có tích lũy nó không qua được cái vùng 185 á thì nó lại rớt về 181. Đó anh chị xem con em ơi từ đây. Em ơi đây, đẹp, vừa vừa cắt lên luôn. Sau đợt, đợt tăng lần đầu sau quay lại ở đây. Nên là cô tích công là nhiều anh chị để ý đúng, hay, giỏi, thấp đó được. Đạm Phú Mỹ ạ, Đạm Phú Mỹ thì Hòa Bình lên 40 à, này hỏi đội Hỏi cái này em không thấy nó có một chút gì đó gọi là tính cung cầu bình thường nên em không phân tích là vậy. Bởi vì nó đi thế này là đi bất, bất bất cung cầu bình thường này. Đi kiểu đi thế này là không có cung cầu bình thường. Cung cầu bình thường theo nguyên tắc là cứ nó cứ lên lên nó xuống xuống tức là nó đi hình sin. Còn đi mà cứ lên hoài không có hình sin là không phải cung cầu bình thường. Và tín hiệu MA có vẻ là hơi xấu. Hơi xấu, hòa bình. Còn đạm Phú Mỹ thì cũng là anh cũng là cũng là một em mà đây điểm mua tốt hôm nay để mua tốt này đây này để mua ở đây này nếu mà nó là đúng là hưởng lợi thì nó sẽ có điểm mua ngay đây này thì uh, hôm nay để mua đạm phú mỹ nhưng mà em sợ là nó gặp cái mây này nó không vô được mây nó vào được mây thì chờ nó vô mây luôn đi để mua là đẹp là đạm phú mỹ thỏa mãn anh chị đạm phú mỹ không à hòa bình đạm phú mỹ hết rồi nha PVD PVD thì đây này anh chị này PVD nó đang tạo đáy nên là em mới bảo là cái dòng nhiều khí á thì chờ có kết quả kinh doanh ra đi ra hẳn đi nghe giống cái bác nào nói nó bảo vệ 15 thì tốt về được 15 thì tốt cắm thẳng xuống đúng vào 15 bắt được cái đấy là ngon bởi vì ngành dầu khí năm 2017 cũng đang rất kỳ vọng là PVD với lại gas với PVS anh chị hỏi cái gì nữa thì nó để ở phía dưới video hiện tại đang trực tiếp nhá để dưới video này dưới video này đi thì à, em cập à, nhật phiên sau em lại nói nên sao lại nói chứ nói viên này không được em đang làm theo cái kế hoạch có có viết ra, 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 giấy đang nói chuyện với anh chị nhiều khi bây giờ dần dần cũng phải chuẩn bị kịch bản á để cho nó đàng hoàng tí nói chuyện với anh chị mà nói cứ sàm sàm nhiều khi anh nhiều anh chị chửi cho có được không anh chị thị trường thì uh, nói chung là chứng chứng lại một chút được sự hỗ trợ của Vinamilk uh, để em xem xem cái bảng giá của cái chỗ VN30 xem như thế nào đây anh chị, cổ phiếu cho 8, anh chị vào gửi cho 8 giùm em. Chưa được, chưa được, chưa được. Chưa được à, uh, Nói giống cái cộng tác viên của em nói á, là Cái lượng người đăng ký cái nhóm 50k á, Thì khoảng 130, 140 người Nhưng mà dân mình quen xài chùa rồi Hôm nay em cũng rất thẳng thắn Dân mình quen xài chùa rồi Xài dịch vụ chùa miễn phí á Nhưng mà em nói này Cái đồ gì miễn phí á Thì tốt nhất đừng có xài Đã là miễn phí thì là hàng hàng rác dưới và nó là cái công cụ để để mà gọi là thậm chí báo cáo của các 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 nơi mà gửi các anh chị mà miễn phí á thì là xài chùa hay chùa thì cái giá trị sử dụng nó không 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 có lớn và 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 ngày xưa có em nhớ có một lần mà là một số trang web nó đóng lại nó đòi thu phí thì nó chết bởi vì dân mình xài miễn phí nhưng thế nó mới nghĩ đến câu chuyện là dùng công cụ của website để nó thu phí những cái mà bài viết ở trên trang nhất để PA doanh nghiệp thì cái họ lại ăn tiền cách khác nhưng mà mọi thứ anh chị đọc đều là 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 là, là miễn phí thì cái thông tin miễn phí nó không có giá trị sử dụng nên em thành lập cho những cái nhóm đó là mục đích của em là là không phải là để là làm cái gì hết mà để cho cái giá trị sử dụng của các nhóm nó tốt hơn, giá trị sử dụng của các tin tức đưa ra phục vụ nó đúng và nó trúng hơn, nó hợp lý hơn và cũng không vì cái lợi ích là 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 là, là lôi kéo khách hàng hay là vì cái mục đích là PA cổ phiếu những cổ phiếu mà em sau này em làm trong các nhóm đó, không hẳn là em có cổ phiếu đó em sẽ cập nhật đúng vào chúng theo cái tầm nhìn chung của thị trường để cho anh chị cũng có tầm nhìn chung rồi sau đó đưa ra tự quyết định em hướng dẫn các anh chị về phân tích kỹ thuật em sẽ có những cái cái chuyên đề của em sẽ đi chuyên sâu hơn phân tích các chỉ báo kỹ thuật chi tiết cho anh chị trong cái nhóm nhóm vip phân tích luôn cả các cái chuyên đề chi tiết về phân tích cơ bản để cho những anh chị nào chưa nắm được sẽ nắm lại đó là cái thứ em muốn làm muốn làm để phổ cập là như vậy phổ cập chứng khoán và đưa đến cho các anh chị cái công cụ để mà làm ăn kiếm được lợi nhuận nó mới hay chứ còn cái câu chuyện mà xài cái miễn phí nhận cái báo cáo rồi khuyến nghị thực tế em nói với anh chị này tất cả các cái mail của các anh chị em đều có hết em có hết các mail mail của các công ty chứng khoán nói chung là em có khá là nhiều nhưng mà gửi đi như thế chỉ mục đích đó là làm trò thôi. À, OK, à, anh chị lưu ý cái, cái 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 chuyên đề là cơ hội để, để thị trường em nói không được nhiều lắm nhưng mà anh chị hiểu rồi, em cái em nói sơ sơ thế thôi nhưng mà cái đó rất quan trọng. Cơ hội đến khi mua của người chán. Lưu ý cho em cái câu nói là mua của người chán, bán cho người thèm. Người chán là lúc họ bán phọc sale này, lúc mà thị trường nó 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 eo uột thì là mua của người chán còn bán cho người thèm bán cho người thèm tức là lúc nó sừng 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 nó lên là lúc đó nhiều người thèm thì cứ đem ra bán cho em nhớ cho em câu đó cái chuyên đề này khá là hay nhưng mà em chưa có điều kiện để nói chi tiết với anh chị được thì anh chị cũng lưu tâm cho em như thế vui lòng chia sẻ like hoặc là bình luận ở dưới những cổ phiếu này anh chị muốn xem muốn xem thì em sẽ tập hợp vào trong cái cuốn sổ để ngày mai em video khác em nói cho anh chị và cũng vui lòng là nếu anh chị nào muốn tham gia nhóm nhóm vip hay là nhóm thường á thì đóng phí trước ngày 19 tháng 1 để em có kế hoạch thuê cộng tác viên một cách gọi là lâu dài chứ còn thuê mà cả lớn á thì cũng khó cũng khó cho em cái câu chuyện đó thì anh chị vui lòng là chia sẻ và, và 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 gửi phí sớm để có kinh phí để thuê cộng tác viên phục vụ các anh chị sau này các nhóm vip cũng vậy sẽ có cộng tác viên hỗ trợ cho em chứ em thì vừa là giao dịch chứng khoán này vừa là làm nghề này